Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Cái tên trên đường anh, chắc không có chuyện trường hợp. Nó chỉ uống quả chén, rồi đi kiếm người gây sự đó. Em cũng nghĩ nó quên biết em cũng. Sao em biết được chứ? Chắc chỉ là một thằng thất bại nào đó thôi. Kiểu đó thì xóm em đầy. Toàn là cái lũ thanh niên ỷ mình to xác, rồi làm mấy cái chuyện ngu ngốc. Anh đừng có để ý. Mà nghĩ cũng lạ, em với anh cứ mỗi lần gặp nhau là phải long trời lỡ đất như vậy. Ngay cả đám cưới cũng trầy trật quá. Cái sự điên rồ của em, may mà anh có chút bố bổ tăng. Còn là có lẽ em đã nhận hôn ra anh rồi. Cô dâu mới quan trọng cái mặt, chứ chú rể đâu có cần. Miễn là những chỗ còn lại không bị tổn thương là được. Anh nghĩ mình cần được bù đắp đó. Người cần được bù đắp phải là em nè. Cái miệng của em, anh nói cô này. Hôm nay anh mua quả sâm biếu nhà vợ tôi, rồi tìm cách nói với họ rằng từ nay về sau vợ tôi sẽ không về bên người nữa. Nhưng chuyện này thực sự quá đường đột, tôi sợ gia đình bên này sẽ không chấp nhận đâu ạ. Kể từ hôm qua, mọi chuyện coi như giải quyết xong xuôi rồi. Mỗi người đều được đạt được mong muốn của mình. Cho nên kết thúc ở đây đi. Mà còn ý của tiểu thư Ngân nữa. Cậu con nhớ cô ấy về nhà chồng rồi sao? Đã về nhà chồng thì ý chồng là ý bộ tội. Bản thân anh cũng tìm cách rút quát bôi bên đời đi. Không cần phải lùi tới nữa mà làm gì. Nhưng biết đâu bố mẹ của tiểu thư còn muốn gặp cô ấy trước khi cô ấy xuất ngoại thì sao ạ? Thì phải xem bản lý xử lý rắc rối của giám đốc anh đây rồi. Dạ vâng, tôi hiểu. Có chuyện này tôi nhắc anh, cô ngăn rồi lấy chồng rồi, đừng kêu cô là tiểu thư nữa. Gọi là phu nhân đi. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, con cũng đừng buồn, đừng để lòng nha. Dẫu sao mình cũng lấy chồng giàu, sau này cũng sẽ được sung sướng hạnh phúc mà. Nha con, giữ sức khỏe nha. Còn vàng của chị hai nè, mẹ đưa đi. Thôi đi nha. Của hoài môn của con nè. Yên tâm, tôi đưa tiểu thư Ngân về bên đó, tôi sẽ báo lại. Có gì, giám đốc nhớ gọi điện thoại báo tin sớm giùm tôi nha. Cảm ơn giám đốc.
bước trên đường về, anh thương nhớ em âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa em ấm. Em lúc nào cũng mơ mình là cô dâu, còn là chú rể. Tình dâng lên đắm say phố bờ, nhưng mà hôm nay em là cô dâu của người khác rồi. Bằng tiếng thơ mong chờ. Em muốn em biết là dù có chuyện gì xảy ra theo trong cuộc đời này, trái tim của em lúc nào cũng thuộc về anh hết. Ta gói trọn giấc mơ, xem ra cô cũng thích đám cưới quá ha. Không phải đám cưới của mình mà cũng rộn ràng xốn sang ghê. Thì chắc đám cưới của ông á, vậy đặt tóc chút keo quần áo đồ, không chừng có con kiến nằm bòi người ông chắc cũng té cái đùng. Thì tôi là phụ rể của chủ tịch mà, tất nhiên là phải ăn mặc đẹp rồi. Già đâu mà làm phụ rể. Nè, ông cũng hơi lớn tuổi đó, coi chừng mất duyên không lấy được vợ. Tôi thì sợ gì cơ chứ, chẳng phải sớm kiếm được một cô hay sao? Có mất duyên hay không thì vợ vẫn ở đấy, muốn cưới lúc nào thì cưới. Hả? Hả? Đúng, bắt lá ra sàn mới đi. Rồi ông gọi chủ tịch ông chưa? Giờ này còn chưa thấy tới nữa. Đám cưới gì đâu toàn để nhà gái lo, không thấy mặt mũi nhà trai đâu. Thôi chờ một chút, ông ấy đến bây giờ đấy. Mệt. Alo. Dạ vâng, chủ tịch ạ. Chủ tịch đi đến đâu rồi ạ? Bên này họ cũng đang sốt ruột, về dục lắm đấy ạ. Anh nghĩ tôi là chú rể lần đầu đồn phần chắc. Tôi là tôi nè anh này nhỉ, nên mới đến đó. Chú con là tôi chô xe, tôi đón người rời bể luôn. Ủa, thế rồi là ông cưới hay là tôi cưới đấy trời? Cùng bay phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN.